Giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An NTV gắn với cuộc vận động tiếp sức đến trường không chỉ là sân chơi bổ ích cho các vận động viên yêu thích môn quần vợt, thúc đẩy phong trào thi đấu và tập luyện trên địa bàn tỉnh, mở rộng mối quan hệ giao lưu đoàn kết giữa các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khi giải đấu gắn với cuộc vận động tiếp sức đến trường. Một hoạt động nhân văn nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, chia sẻ của cộng đồng, giúp đỡ học sinh nghèo vùng sâu biên giới hải đảo nhân dịp khai giảng năm học mới. Sau 2 năm dịch, những năm vừa rồi chúng tôi rất xem khát những trận đấu thể thao, và dùng một cái phong trào phát triển để đồng hành cùng các nhà thể thao khác làm những công việc ý nghĩa hơn cho tương lai sau này. Và hy vọng rằng là toàn xã hội cũng các vận động, đặc biệt là các vận động viên thể thao đồng hành như thế này mãi mãi để giải cho ngày càng tốt đẹp hơn. Chương trình thể thao này nên tổ chức thường xuyên hàng năm để thứ nhất là có ích cho các vận động viên được tham dự giải đấu được tốt, được học hỏi, nâng tầm thể thao lên. Đầu tiên là sức khỏe, thứ hai nữa là giao lưu kết nối, và thứ ba nữa là được giúp các bạn trẻ ở miền núi có ích trong việc học, đặc biệt là đầu năm mới. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị tiên phong hưởng ứng cuộc vận động tiếp sức đến trường năm học 2022-2023 của NTV. Đơn vị sẽ trực tiếp hỗ trợ đến các cháu học sinh nghèo đặc biệt khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa bằng nhiều chương trình như nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng. Ngoài ra, vào dịp khai giảng năm học mới, đơn vị triển khai mua sắm quần áo, giày dép, sách vở và đồ dùng học tập. Tổng số tiền hỗ trợ cho các cháu trong năm học 2022-2023 là 666 triệu 800 ngàn đồng. Giải quần vợt gắn với chương trình tiếp sức đến trường có ý nghĩa hết sức quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc, lan tỏa tình yêu thương đối với các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tích cực hưởng ứng thực hiện cái chương trình này nhân dịp trước thêm năm học mới, nhận đỡ đầu, hỗ trợ giúp đỡ các em để các em có cái điều kiện học tập, sau này trở thành người cán bộ thì có điều kiện hỗ trợ giúp đỡ bộ đội biên phòng trong quản lý bảo vệ biên giới và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An NTV gắn với cuộc vận động tiếp sức đến trường là giải đấu truyền thống lớn nhất trong năm. Một sân chơi bổ ích được đông đảo người hâm mộ thể thao hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đón chờ. Mùa giải năm nay thu hút 350 vận động viên đến từ các câu lạc bộ thuộc thành viên Liên đoàn quần vợt Nghệ An và Liên đoàn quần vợt Hà Tĩnh thi đấu ở 8 nội dung. Với 64 chiếc cúp sẽ được trao và tổng số tiền thưởng hơn 100 triệu đồng. Nét mới của giải đấu năm nay là chất lượng vận động viên được tuyển chọn kỹ càng, với quy định điểm trình cụ thể và phải là hội viên Liên đoàn quần vợt Nghệ An. Còn các vận động viên của Liên đoàn quần vợt Hà Tĩnh được ban tổ chức mời tham dự các nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam ngoại hạng và đôi nữ. Tham dự giải năm nay, mỗi vận động viên ủng hộ cuộc vận động tiếp sức đến trường ít nhất 300.000 đồng. Đây cũng là một nét mới thể hiện được sự sẻ chia của chính các vận động viên gửi đến các em học sinh nghèo khó khăn. Mỗi người ủng hộ một ít về tấm lòng vàng cho các học sinh nghèo, thì vật chất thì rất nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa và cái cuộc sống và học tập để cho các cháu được nhiều học sinh nghèo đến trường, đó là một cái mà quý giá nhất. Mỗi vận động viên là có 300.000 để ủng hộ cho các cháu thì rất là ý nghĩa. Thêm được cho các cháu vùng sâu, vùng xa, huyện nghèo được cấp sách tới trường được tốt hơn. Sau 2 năm ngắt quãng vì dịch Covid-19, giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An gắn với cuộc vận động tiếp sức đến trường lần thứ 8 năm 2022 quay trở lại. Tiếp bước thành công của các mùa giải trước, tạo sân chơi bổ ích và nhiều ý nghĩa cho những người yêu thích bộ môn quần vợt trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Năm nay, dù nhiều cơ quan doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch, nhưng với tấm lòng sẻ chia, nhân ái, đã có 34 đơn vị cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng tiền mặt và quà trị giá 2,4 tỷ đồng. Bước đầu cái vấn đề thành công của giải là cái chỗ quy tụ được các vận động viên, mà nhất là những vận động viên trẻ
Đấy. Thì qua này thì ban tổ chức cũng rất mong các vận động viên và cùng tham gia vào cái chương trình và cái giải này làm sao để khích lệ cái tinh thần và động viên, nhất là cái cuộc tiếp xúc đến trường, làm sao để là động viên các cháu cố thành cố gắng làm sao bước vào năm học có những cái tốt hơn, chất lượng học tập tốt hơn, và làm sao để cùng là một cái để khích lệ cái phong trào để thì Đài Truyền Nghệ An tiếp tục tham gia vào cái chương trình là các cái giải quân vợt. Giải quân vợt Cúp NTV là giải đấu uy tín, tạo được tiếng vang với tính chuyên môn và chuyên nghiệp cao. Giải đấu là sự ghi nhận cổ vũ phong trào rèn luyện môn quần vợt trong toàn tỉnh ngày càng phát triển. Đây cũng là dịp để các vận động viên, các câu lạc bộ trong ngoài tỉnh có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng đoàn kết rèn luyện bản lĩnh, tinh thần thi đấu và nâng cao sức khỏe để học tập, công tác tốt, đồng thời kết nối những tấm lòng nhân ái để cùng thắp sáng ước mơ con chữ vì một ngày mai tươi sáng hơn cho hàng nghìn học sinh nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới đang gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn trước thềm năm học mới.